thì mình sẽ nói cho các bạn biết là tại sao mà khi các bạn nuôi cá, đặc biệt là con cá trê hay là con cá tra, thì các bạn sẽ thường thấy ở cái bệnh vàng da vàng thịt. Thì với cái bệnh này thì tỷ lệ chết cũng khá là cao, đặc biệt là chết nhiều ở giai đoạn cá lớn, các bạn sẽ thấy ít chết ở cái giai đoạn cá nhỏ. Vậy nguyên nhân của chúng là tại sao nó bị vàng, cách trị dứt điểm cái bệnh này là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha các bạn. Về nguyên nhân á, thì theo mình thì cũng thấy có một số nguyên nhân như sau. Một á, là do nước nó dơ. Thì các bạn biết trong quá trình nuôi mà các bạn cho nó ăn quá là nhiều, thì từ đó cái lượng chất thải trong ao nuôi nó sẽ tăng lên. Những cái chất thải này nó sẽ càng nhiều nếu như đầu vụ các bạn không có bơm bùn. Thì như vậy cái lúc này các khí độc trong ao nó sẽ tăng lên rất là nhanh, ví dụ như là H3, NH4, NH3, NH2 gì đó. Mà nếu như cá các bạn mà sống trong môi trường xấu như vậy thì tất nhiên cái thịt cá hay da cá nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó nó sẽ làm cho con cá nó da nó vàng và thịt nó cũng vàng theo. Thì đó là một cái nguyên nhân. Còn cái nguyên nhân thứ hai là các bạn mà nuôi cá mà không có tẩy dung định kỳ. Thì các bạn biết á, trong ao thì ký sinh trùng rất nhiều mà các bạn không thể nhìn thấy bằng cái mắt thường được, mà phải nhìn qua kính hiển vi. Thì chúng sống trong cái ao và sinh sản rất là nhanh. Nếu mình mà nuôi mà không can thiệp kịp thời bằng cái cách tẩy dung một tháng một lần 2 ngày liên tiếp, mà cái dung này nó lại chuyên ký sinh ở ruột và ống dẫn mật, đó là con dung tròn, thì khi này nó sẽ nằm trong cái ống dẫn mật và nó sẽ làm tắc nghẽn sự bài tiết giữa mật và gan, làm cho con cá nó không có thể bài tiết được. Thì từ đó mật và gan nó bị tổn thương, dẫn đến con cá nó bị vàng hay da cá cũng vàng theo. Thì đó là cái nguyên nhân thứ hai. Mà hai nguyên nhân này làm con cá chết rất là nhiều mà các bạn không biết cách khắc phục á, mà các bạn lại dùng hóa chất hay là kháng sinh này nọ, hay các bạn mà xài cho con cá, thì lúc đó nó sẽ không hết bệnh được mà nó lại chết càng cao hơn, gây thất thoát cho cái việc mà thu hoạch về sau á. Vậy cái cách mà trị bệnh này như thế nào? Thì nếu như các bạn mà gặp trường hợp cá của bạn bị vàng thì hãy xem lại nhật ký nuôi của các bạn là đã có tẩy dung chưa. Nếu chưa, các bạn phải tẩy dung liền cho nó 2 ngày liên tiếp, nhưng phải giảm mồi lại trong cái quá trình mà trộn thuốc vào thức ăn á. Thuốc các bạn có thể chọn các loại thông dụng như là Fenben hay là Brazil Wentel Hydro nè. Thì với con cá trê và cá tra giống thì các bạn có thể chọn những cái loại đó. Còn riêng với những các bạn nào mà nuôi cá tra từ 100g trở lên thì các bạn nên chọn cái loại là ivermectin đó, các bạn trộn cho cá tra nó ăn. Khi các bạn mà tẩy xong, các bạn cắt mồi cho nó khoảng 3 ngày với con cá trê. Còn con cá tra các bạn có thể cắt một ngày hoặc là không cắt cũng được. Thì đó là các bạn mà xử lý được một cái nguyên nhân. Và các bạn tiếp tục xem coi nước cao nuôi và cái bùn đáy như thế nào, có dơ không. Nếu có các bạn phải lập tức thay tối đa cho nó. Thì sau khi các bạn mà thay nước sạch thì các bạn phải dùng vôi và muối cho ao lại. Các bạn có thể chọn muối vào buổi sáng và vôi vào buổi chiều hoặc là ngược lại cũng được. Thì các bạn làm vậy khoảng 2 ngày liên tiếp. Còn cái liều lượng vôi hoặc muối thì các bạn cứ sử dụng khoảng 30kg trên 1000m². Muối cũng vậy thì khoảng 30kg trên 1000m² luôn. Vôi muối thì cái liều nó như nhau à. Thì các bạn cứ làm cho nó 2 ngày liên tiếp. Đừng sợ muối làm chết con cá nha. Với con cá trê nó chịu mặn 5/1000 à. Còn con cá tra thì khoảng 9-10/1000 à. Không có sao. Cái liều như vậy thì cũng không có thấm tháp gì nó. Thì khi các bạn sử dụng mà vôi muối như vậy thì sẽ cải thiện lại nước nhanh lắm. Mình sẽ nói thêm về vôi cho các bạn, nó sơ thôi. Vôi á, ngoài tác dụng nó làm sạch nước ra thì nó còn có tác dụng làm hạ phèn trong ao nuôi nữa, tăng kiềm của nước nè, diệt được các mầm bệnh trong ao. Đặc biệt là vôi nó sẽ giúp cho cái mùn đáy ao được phân hủy, giảm CO2, cái đáy ao nó sẽ tốt hơn và cái lượng nước trong ao nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Còn công dụng của muối thì mình cũng xin nói thêm cho các bạn nào mà chưa biết. Đó là muối nó tạo ra cái sự điện phân ở trong nước, nó kích thích con cá nó tạo nhiều nhớt. Và nhớt nó sẽ phủ lại những cái tổn thương do xây xát trên bề mặt cơ thể. Muối thì có chất vi lượng sắt kẽm làm lành vết thương lại rất là nhanh. Muối thì nó có làm ức chế được một số ký sinh trùng gây hại nữa. Do ký sinh trùng nó sẽ chết vì cái mất nước. Lúc này cá nó sẽ nhanh chóng phục hồi lại các ion natri và clorua trong máu. Mà do cái ký sinh trùng trước đó nó làm mất cân bằng mà áp sức thẩm thấu trên con cá, thì muối nó sẽ giúp cho con cá được cái vấn đề này. Ngoài ra muối cũng làm cải thiện chức năng của mang, giảm nồng độ khí độc đó là nitrit. Muối cũng làm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn hay gông gieo trong các ao hồ nước ngọt. Như vậy trong cái trường hợp mà nước ao các bạn quá là dơ thì trước hết các bạn phải thay ra một hai lần, thì sau đó các bạn sử dụng vôi muối.
nó sẽ giúp cho cá các bạn mà tránh được cái bệnh vàng da hay là nước dơ ha. Như vậy các bạn thấy cá bị vàng thì cứ xem cái nguyên nhân đó, nước dơ hay là các bạn chưa tẩy dung, thì các bạn chọn một trong hai nguyên nhân trên. Còn không các bạn cứ chọn hai cách luôn, các bạn cứ vừa tẩy dung vừa sử dụng vôi muối thì chắc ăn là sẽ trúng được bệnh. Thì ngoài ra sau khi con cá nó hết bệnh thì các bạn cứ mà sử dụng giải độc gan hay là cái men enzyme tiêu hóa rồi đó, men vi sinh nè, thì các bạn cứ bổ sung thường xuyên cho nó ăn. Ngoài ra nhớ là một tháng định kỳ các bạn phải tẩy dung một lần hai ngày liên tiếp bằng cái thuốc hồi nãy mình nói. Thì mình đã làm như vậy và thấy rất là hiệu quả nha các bạn. Thì clip mình tạm thời đến đây là như vậy. Nông nghiệp TV cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.